Trời ơi, sao mà nhảy ở đây đông thế nha. Mấy bạn này nhảy theo mình hay sao á? Nhảy tách ra riêng đi lượm đồ đi mấy bạn ơi. Nhảy gì mà nhảy chung vậy, sao mà nhảy được đây? Rồi luôn, mình thấy có thằng nhảy theo mình luôn, hai thằng luôn. Khá là ghê, hai thằng nhảy theo mình luôn các bạn ơi. Mình cái chảo rồi, ok, chạy thôi. Chưa có súng luôn á. Chỗ này nó dí thôi, nó bắn ở đậu xanh vừa nó mới nói luôn. Dí thôi nó bắn thì bỏ mẹ thôi. Kiếm cái súng rồi đã các bạn ơi, không có súng luôn. Chết tôi rồi, kiếm cái súng đi. Ây da, đau thế bạn ơi. Súng đâu hết rồi nha. Thường thường ở đây có súng nhiều lắm mà ta. Súng đâu rồi. Ê, nó lên nhà lời các bạn ơi. Ê, nó lên rồi mình nhảy xuống. Để nó lên nó bắn mình chết. Sao mà ở đây không có người súng rồi nha. Ngộ với ta, thôi lấy xe chọn luôn. Lấy xe chạy luôn các bạn ơi. Chạy 180 cây số trên giờ. Cái thằng đầu xanh nó chạy trâu rồi các bạn. Cái thằng đầu xanh nó dí thì mình, nó bắn mình rồi. Sao ở đây chạy không lên được nha. Ở đây chạy sao không lên được ta. Chạy lên đây lụm súng bắn nó thôi. Không lên được luôn á. Thôi mình sẽ đi bộ, mình chạy bộ thôi. Chắc là nó không có dí mình đâu. Để đậu xanh tới đây rồi nó còn dí nó bắn nữa. Thì nó đúng là trẻ trâu rồi các bạn ơi. Chạy móc cái cool ra cho nó bắn trúng cái chảo mình á. Đó. Trời ơi, không móc cái cool ra là thấy bà với nó rồi. Bắn hai viên là lên dĩa luôn à. Súng đâu, tôi cần một cái súng. Thằng quỷ, thằng trẻ trâu này chắc nó không có tha mình đâu. Nó sẽ dí cùng việc tận mình luôn á. Cho nên mình phải thật là chạy thật là nhanh. Cố lên thôi. Đừng có qua đây các bạn ơi. Giờ nó qua đây, có súng rồi, mày chết mày với tao. Có cái tiểu liên luôn rồi, mày xong mày với tao, mày chạy qua đây con chó. Để mình núp ở đây mình xem nó chạy qua không ha. Thanh niên này chắc không bỏ cái cuộc mà không có tha mình đâu. Ê, tới rồi. Thanh niên nè, dí mình các bạn. Cái kết cho kẻ dí mình nè.